Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình Chủ nhật ngày 19 tháng 8 với những nội dung chính sau đây. Ban liên lạc cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam trong những năm kháng chiến tổ chức giao lưu gặp mặt. Ông Thụy, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, người chiến sĩ đặc công nước hai lần được phong tặng danh hiệu anh hùng. Nhiều giáo dân thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử đi đầu hiến đất làm đường. Nông dân sản xuất giỏi thời công nghệ 4.0. Xã hội hóa hoạt động hè, giải pháp cho sân chơi thiếu nhi bền vững. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ án hai vợ chồng bị sát hại tại nhà riêng ở thành phố Hưng Yên, sáng nay, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp xuống hiện trường ghi nhận về tình hình và chỉ đạo các lực lượng phối hợp điều tra, truy bắt hung thủ gây án. Sau khi nghe báo cáo của ban chuyên án và phân tích những dấu vết hiện trường để lại, cơ quan chức năng bước đầu cũng đã phát đi thông báo về đặc điểm nhận dạng của nghi phạm trong vụ án là nam thanh niên khoảng 20 đến 35 tuổi, tầm cao 1m65 đến 1m73, đầu đội mũ lưỡi chai, đi giày cỡ khoảng 40 đến 41, nhãn hiệu Adidas màu tím than. Mỗi bên má giày có 3 sọc trắng, vùng cổ giày có viền trắng bao quanh, đi tất cổ ngắn màu xám, mặc quần dài và áo tối màu. Vậy để phục vụ cho công tác điều tra, truy bắt hung thủ gây án, Công an tỉnh Hưng Yên thông báo mọi công dân khi có thông tin về vụ án và hung thủ gây án cần báo ngay cho Công an tỉnh Hưng Yên theo số điện thoại 0989001977 hoặc 0984299838. Nhân kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2018, trong hai ngày 16 và 17 tháng 8 năm 2018, Ban liên lạc cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình giao lưu tiếp lửa truyền thống với chủ đề Vang mãi bản hùng ca quê hương phố hiến. Tại buổi giao lưu, các cán bộ chi viện miền Nam đã xúc động chia sẻ những câu chuyện về những con người sẵn sàng hiến dâng cả tuổi trẻ, quyết tâm giành độc lập tự do cho Tổ quốc của lớp cán bộ công an chi viện miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mỗi chiến công của đồng đội đều thể hiện sự mưu trí, sáng tạo, đặc biệt là tinh thần dũng cảm, không lùi bước trước kẻ thù. Qua buổi giao lưu cũng đã góp phần nhắc nhở mỗi cán bộ chiến sĩ công an, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay, phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước. Kế tục xứng đáng với sự nghiệp cách mạng của các bậc cha anh, khắc phục khó khăn, ra sức học tập đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng quê hương Hưng Yên giàu truyền thống cách mạng. Trước đó, ngày 16 tháng 8, đoàn đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tại tượng đài và nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và nhà tưởng niệm Trung tướng Nguyễn Bình, nhà thờ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương và dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, thăm và tặng quà cho 16 gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Trong xây dựng nông thôn mới, nhiều giáo dân thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử đã gương mẫu đi đầu hiến đất làm đường, góp phần thay đổi bộ mặt làng quê khởi sắc. Thị trấn Trần Cao hiện có 1.200 giáo dân với hơn 300 hộ gia đình. Những năm qua, các giáo dân luôn sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào. Trong làm đường nông thôn mới, 60 gia đình giáo dân đã tự nguyện hiến đất, phá dỡ tường rào và công trình phụ. Tiêu biểu là gia đình ông Nguyễn Cát Thành ở thôn Cao Xá đã dỡ cả ngôi nhà với diện tích 60m². Ông Nguyễn Bá Lịch đã phá một gian nhà và toàn bộ công trình phụ để phục vụ cho việc mở đường. Gần đây khi xã có chủ trương làm đường trục chính thôn Trần Hạ, nhiều giáo dân đã đi đầu hưởng ứng, vận động gia đình người thân cùng thực hiện như gia đình giáo dân Nguyễn Thị Quy hiến 85m², Nguyễn Thị Hợi, Nguyễn Văn Khải hiến 70m². Chính sự đi đầu gương mẫu của đồng bào công giáo đã tạo ra sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh. Tại làng hoa cây cảnh xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, ông Phan Ngọc Oanh được bà con địa phương gọi là nông dân 4.0 bởi ông là người tiên phong và duy nhất hiện nay của xã tự sản xuất cây giống chất lượng cao từ công nghệ nuôi cấy mô. Có hai lý do thúc đẩy ông Oanh mạnh dạn đầu tư vào công nghệ nuôi cấy mô. Một là ông Oanh nhận thấy thị trường tiêu thụ cây hoa giống tại Xuân Quan vô cùng tiềm năng. Thứ hai,
Do trực tiếp gắn bó với nghề trồng hoa đã 30 năm nay, ông Anh không chủ động được nguồn giống nên không chủ động được thời vụ gieo trồng và kiểm soát được chất lượng nguồn cây hoa giống. Năm 2016, ông đầu tư trên 2 tỷ đồng để xây dựng phòng cấy mô rộng 110m², vườn ươm rộng 360m² và thuê 6 cử nhân nông nghiệp đồng hành cùng mình. Là ta có thể lấy từ một cái đỉnh sinh trưởng của một cái cây. Cái đỉnh sinh trưởng là cái gì? Là một cái thân cây. Ta có thể như vậy là ta bóc bỏ các cái bẹ đi và ta lấy như vậy là cái nõn, cái chồi của cái cây đó. Bằng cái thân non của nó, ta có thể cắt ra những cái nát và ta trồng, như vậy là ta có những cái dung dịch và ta đặt nó vào trong cái dung dịch ấy, thì trong khoảng độ một tháng sau thì nó lên các cái cây nhỏ. Vạn sự khởi đầu nan, đối mặt với những lần thất bại, thua lỗ, nhưng ông Oanh kiên quyết không từ bỏ. Ông cất công đi tìm hiểu quy trình sản xuất hoa ở trong nước và nhiều nước khác như Trung Quốc, Thái Lan, Hà Lan. Kết hợp với những kiến thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, kinh nghiệm từ thực tiễn, đến nay ông Oanh đã sản xuất thành công khoảng 50 vạn cây giống hoa đồng tiền và 2 vạn cây giống hoa lan đai châu, địa lan. Hiện nay ông mới chỉ bán ra thị trường cây giống hoa đồng tiền với giá bán 4.000 đồng một cây. Mức giá này thấp hơn 1.000 đồng một cây mà các hộ trồng hoa tại địa phương nhập của Đà Lạt và Trung Quốc. Chất lượng cây giống tốt bởi trước khi cung cấp số lượng lớn ra thị trường, ông Anh đã trực tiếp trồng và hỗ trợ miễn phí các hộ trồng thử nghiệm. Từ thực tiễn cho thấy hiệu quả mang lại rất khả quan. Ưu điểm là ta có thể là từ một cái đỉnh sinh trưởng hoặc là một cái lá, ta có thể là ra được hàng vạn cây hoặc nhiều vạn cây. Đấy là cái ưu điểm thứ nhất. Cái ưu điểm thứ hai nữa là cái nó khỏe, cây nó rất là khỏe mạnh, chất lượng của nó đảm bảo. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm là bản lĩnh của ông Oanh hội nhập vào cuộc cách mạng nông nghiệp 4.0. Những mô hình hay cách làm mới như này tất cần được nhân rộng trong tỉnh, góp phần nâng cao thu nhập và làm giàu cho người dân. Thời gian qua, Quỹ Tín dụng Nhân dân xã Dị Chế huyện Tiên Lữ đã không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, thu hút được nhiều thành viên tham gia, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay mượn để giúp cho các thành viên vay vốn vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế bền vững. Được thành lập từ tháng 12 năm 1994 với 38 thành viên ban đầu, đến nay quỹ đã thu hút 1.230 thành viên với tổng nguồn vốn hoạt động đạt 85 tỷ đồng, trong đó vốn huy động đạt 80 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay thành viên đạt 66 tỷ đồng. Trong đó cho vay sản xuất nông nghiệp chiếm 45% và cho vay dịch vụ, ngành nghề kinh doanh đạt 55%. Từ đầu năm 2017 đến nay, quỹ đã hoàn thành giải ngân cho 320 lượt thành viên vay vốn. Để đạt được hiệu quả hoạt động như vậy, Hội đồng Quản trị Quỹ Tín dụng luôn bám sát mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân, đa dạng hóa các hình thức huy động vốn. Từ đó nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động là địa chỉ tin cậy đối với nhân dân địa phương trong việc xoay vòng vốn để phát triển kinh tế. Trên đoạn kênh tiếp giáp giữa hai xã Liên Nghĩa và Tân Tiến huyện Văn Giang đang bị nhiều hộ dân lấn chiếm xây dựng công trình trái phép. Hàng nghìn mét vuông mặt nước của đoạn kênh bị người dân thôn Bá Khê xã Liên Nghĩa và ấp Bá Khê xã Tân Tiến tự ý đổ đất lấn chiếm biến thành vườn. Việc lấn chiếm diễn ra từ nhiều tháng nay và vẫn đang tiếp tục xảy ra. Điều đáng nói là trong khi các địa phương đang triển khai kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh về giải tỏa công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông, thủy lợi, thì những vi phạm ở đây vẫn đang diễn ra. Điều này thể hiện sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương nơi đây. Mới đây, hơn 20 nắp cống trên đường 376, đoạn đi qua thị trấn Yên Mỹ và xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ đã bị kẻ gian lấy cắp, gây mất an toàn giao thông. Các nắp cống trên tỉnh lộ 376 được làm bằng bê tông, nằm ở phần đường bên phải, hướng đi từ xã Trung Hòa về thị trấn Yên Mỹ. Các nắp cống bị lấy đi, để lại những hố sâu, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đặc biệt là các phương tiện, xe thô sơ, xe gắn máy vào ban đêm. Thiết nghĩ các cơ quan liên quan sớm khắc phục để người dân đi lại được an toàn, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra. Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội vừa phối hợp với Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Việt Nam tổ chức chương trình trao tặng học bổng an sinh giáo dục
xe đạp đến trường, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên có thành tích tốt trong học tập ở thành phố Hưng Yên và một số huyện trong tỉnh. Chương trình học bổng an sinh giáo dục xe đạp đến trường do Bảo Việt Nhân Thọ Việt Nam phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam xây dựng và phát triển, thực hiện trong nhiều năm qua, quan tâm đến trẻ em là học sinh ở các tỉnh thành trong cả nước. Đợt này tại Hưng Yên, chương trình đã trao tặng 25 chiếc xe đạp và 25 chiếc ba lô cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập ở thành phố Hưng Yên và các huyện Khoái Châu, Yên Mỹ, Mỹ Hào, Tiên Lữ. Thông qua chương trình nhằm góp phần động viên, khuyến khích các em học sinh nỗ lực vươn lên hơn nữa trong cuộc sống và học tập. Hội Chữ thập đỏ thành phố Hưng Yên vừa phối hợp với Hội Mộng Ngọ Hưng Yên tổ chức khánh thành nhà nhân đạo cho hộ bà Lê Thị Ngân, trú tại khu phố Xích Đằng, phường Lam Sơn. Ngôi nhà được xây dựng với diện tích gần 50m², được khởi công xây dựng từ tháng 6 năm 2018 với tổng kinh phí 113 triệu đồng. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ thành phố vận động hỗ trợ 50 triệu đồng, Hội Mậu Ngọ Hưng Yên hỗ trợ 55 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình nạn nhân dành dụm. Hộ bà Lê Thị Ngân là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở phường Lam Sơn. Hoạt động hỗ trợ về nhà ở là hoạt động thiết thực của các tổ chức hội, đoàn thể thành phố và các nhà hảo tâm nhằm giúp đỡ những hộ nghèo có cơ hội an cư lạc nghiệp, động viên họ từng bước vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, Ban Thường vụ tỉnh đoàn vừa tổ chức hội nghị tổng kết chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2018 tại xã Chí Tân, huyện Khoái Châu. Trong đợt cao điểm chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2018 từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7 năm 2018, 12 đơn vị gồm các đoàn trường, đại học, cao đẳng, đoàn khối doanh nghiệp tỉnh, đoàn khối các cơ quan tỉnh, đoàn thanh niên công an tỉnh, đoàn thanh niên bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp cùng nhân dân địa phương xây dựng điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi với tổng kinh phí là 67 triệu đồng. Các đội sinh viên tình nguyện các trường đại học cao đẳng tham gia đóng góp hơn 500 ngày công dọn dẹp vệ sinh môi trường 5 km đường làng ngõ xóm, khơi thông 1,5 km dòng chảy tại xã Chí Tân. Đoàn thanh niên của các huyện thành đoàn và đoàn trực thuộc đã huy động trên 3.000 đoàn viên thanh thiếu niên tình nguyện với hơn 4.000 lượt ngày công tham gia lao động làm đẹp cảnh quan môi trường xung quanh, quét vôi ve tại 5.000 mộ liệt sĩ. Tổ chức trại hè thanh thiếu nhi thu hút trên 200 đoàn viên thanh thiếu niên, tổ chức dạy bơi cho gần 700 em thanh thiếu nhi rèn luyện sức khỏe và phòng tránh đuối nước, tổ chức các buổi thăm hỏi và tặng 500 suất quà cho các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Tại hội nghị, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã tặng bằng khen cho 16 cá nhân có thành tích trong chiến dịch mùa hè xanh năm 2018. Giải bóng đá thanh niên lần thứ 3 tranh cúp gỗ Minh Long năm 2018 thu hút sự chú ý của hàng nghìn cổ động viên và hơn 100 đoàn viên tham gia giải đã bước vào vòng tứ kết. Với sự tham gia của 14 đội đến từ các chi đoàn xã, các doanh nghiệp trên địa bàn, đây được coi là giải đấu có số lượng cổ động viên tham gia cổ vũ đông nhất từ trước đến nay. Trải qua 18 trận vòng loại, các cầu thủ đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay và bàn thắng đẹp mắt. Theo đó, 8 đội mạnh được lọt vào vòng tứ kết gồm Long Hưng, Vĩnh Phúc, Công ty Việt Hưng, Thắng Lợi, Liên Nghĩa, Phụng Công, Xuân Quan và Tiên Tiến. Giải bóng đá thanh niên lần thứ 3 tranh cúp gỗ Minh Long nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên thanh niên, nhất là đoàn viên thanh niên khối nông thôn, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của thanh thiếu niên. Đồng thời, đây là dịp giao lưu, học hỏi giữa đoàn viên thanh niên các xã thị trấn và các cơ quan, công ty, đơn vị đóng trên địa bàn huyện. Giải sẽ kết thúc vào ngày 26 tháng 8. Hưởng ứng phong trào tuổi trẻ xung kích tình nguyện, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, chi đoàn thôn Gạo Bắc, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi như một điểm sáng về cách làm sáng tạo và hiệu quả với công trình thắp sáng đường quê. Công trình với chiều dài 2 km gồm 400 cột điện, mỗi cột cách nhau 15 mét, trong đó có 200 cột mới và số còn lại là tận dụng các cột điện dân sinh. Công trình được thiết kế đầu tư trang thiết bị đảm bảo kỹ thuật với tổng kinh phí gần 70 triệu đồng.
Đặc biệt, nhờ sự linh hoạt và sáng tạo trong công tác tuyên truyền, đoàn thanh niên thôn Gạo Bắc đã xã hội hóa được toàn bộ số tiền từ người dân và người con xa quê, đồng thời đóng góp hàng trăm ngày công để thi công lắp đặt. Công trình thắp sáng đường quê đã thay đổi bộ mặt và diện mạo nông thôn của xã, góp phần làm đẹp đường làng ngõ xóm và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Bài toán kinh phí từ trước tới nay vẫn luôn khiến cho các huyện thành đoàn phải đau đầu để giải đáp. Thế nhưng bằng những cách làm linh hoạt và đa dạng, đến nay, hàng loạt các hoạt động hè được đổi mới phong phú, tạo nhiều sân chơi bổ ích đã thu hút hàng nghìn các em thanh thiếu niên nhi đồng tham gia. Là một trong những đơn vị không có nhiều lợi thế về nguồn lực kinh tế cũng như điều kiện cơ sở vật chất, không có nhiều doanh nghiệp lớn đóng trên địa bàn như nhiều huyện phát triển khác, thế nhưng huyện Tiên Lữ luôn là một trong những đơn vị đi đầu trong những phong trào thi đua hoạt động đoàn. Bên cạnh nguồn ngân sách đối ứng, sự ủng hộ từ người dân, huyện đoàn Tiên Lữ đã huy động được trên 500 triệu đồng để tổ chức các hoạt động hè thường niên và đổi mới như giải bơi toàn huyện, trong đó giải bóng đá thiếu niên với 100% kinh phí xã hội hóa. Nắm bắt được cái nhu cầu thực tế mà đoàn viên thanh thiếu nhi đang cần. Thế chính vì như vậy mà các hoạt động tổ chức được nhân dân rất là ủng hộ. Nhiều năm nay thì cái nguồn xã hội hóa là cái nguồn lực cực kỳ quan trọng và cần thiết để các cấp bộ đoàn tích cực chủ động tham mưu tổ chức hoạt động phù hợp đáp ứng yêu cầu của thanh thiếu nhi trong địa bàn toàn huyện. Chính vì vậy là đây là một cái nguồn lực ủng hộ của vũ động viên rất lớn đối với phong trào địa phương từ cơ sở đến huyện. Nhờ duy trì các mối quan hệ thân thiết và dân vận khéo, huyện đoàn Tiên Lữ đã thu hút được nguồn xã hội hóa từ các cá nhân, các mạnh thường quân, các đơn vị lớn như VNPT, Bệnh viện EcoPark, Vinaphone, Eco Clinic, Viettel, góp phần nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động hè, đồng thời cũng thu hút sự tham gia nhiều hơn của các em thiếu nhi. Năm nay là em mới tham gia lần đầu tiên ạ. Nhưng mà mặc dù chỉ là lần đầu tiên nhưng mà em cảm thấy là em đã học được rất nhiều bài học từ tình đoàn kết bạn bè đến các kỹ thuật đá bóng của các bạn đều được em học hỏi từ các bạn. Năm nay có một giải bóng lớn này thì em rất là vui ạ. Và em sẽ cố gắng để giành được danh hiệu lớn nhất cho giải. Lần thứ 5 em tham gia các sinh hoạt của hè của xã, em cảm thấy rất vui và phấn khởi ạ. Em thích các hoạt động như kiểu là bóng đá và chạy hè. Khoảng lần thứ 5 em tham gia hoạt động hè, em cảm thấy hoạt động hè này rất bổ ích, lành mạnh, có trưởng thành hơn và sức khỏe tốt hơn. Không chỉ riêng huyện đoàn Tiên Lữ, đến nay để thu hút sự quan tâm của thanh thiếu nhi, các huyện đoàn đều sử dụng bài toán xã hội hóa để tạo sân chơi cho các em. Đặc biệt, huyện đoàn Phan Sang, huyện đoàn Khói Châu hay thành đoàn Hưng Yên cũng đã tận dụng triệt để thu hút các nguồn xã hội hóa, tạo sân chơi bổ ích và chất lượng hơn cho các em thiếu nhi dịp hè. Đây cũng là sân chơi giúp các em có thêm nhiều kỹ năng sống, tránh xa với các tai tệ nạn xã hội và các trò chơi điện tử. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Thời sự ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Anh Chiến, xã Minh Tân, huyện Phù Cử, làm giàu từ phát triển trang trại. Ô nhiễm môi trường cho khu dân cư, trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Huyện Ân Thi thực hiện sáp nhập một số trường tiểu học với trung học cơ sở do có ít học sinh. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.